bị cộng đồng mạng tìm ra bằng Hoài Linh bị cộng đồng mạng tìm ra bằng chứng nói dối trắng trợn. Mới đây, sau những lùm xùm về việc giữ gần 14 tỷ tiền kêu gọi cứu trợ trong suốt 6 tháng, nghệ sĩ Hoài Linh cuối cùng đã lên tiếng xin lỗi vào chiều ngày 5 tháng 6. Theo đó, nam danh hài gạo cội đã đăng tải video dài gần 50 phút để trình bày lý do khiến cho mình bị chậm trễ trong quá trình từ thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến thông cảm, lời giải thích ruột gan của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa thể thuyết phục dư luận. Đáng nói, nhiều cư dân mạng còn phát hiện thấy sự bất cập trong lời trình bày của nam danh hài. Cụ thể, trong video của nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, nam danh hài từng có thời gian cách ly 15 ngày vì xạ trị bệnh ung thư tuyến giáp. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 10, tôi về nhà bắt đầu cách ly, thì trong cái lịch trình cách ly của tôi, về xạ trị là 15 ngày. Tôi nằm ở trong phòng suốt, chỉ ra ngoài, khi nào không có ai thì mình mới đi ra, vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người. Bởi vì tôi uống cái iốt 131 đó, thì cần phải cách xa mọi người. Theo lời trình bày của nghệ sĩ Hoài Linh, thì trong quá trình 15 ngày từ ngày 20 tháng 10, nam danh hài chỉ ở trong nhà không đi đâu vì ảnh hưởng của quá trình xạ trị. Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện một bức hình Hoài Linh tham gia một lễ khai trương vào ngày 24 tháng 10 với thần thái vô cùng khỏe mạnh. Đáng nói, để chắc chắn hình ảnh này không phải kết quả của Photoshop, nhiều người còn tìm được một bài báo viết về sự xuất hiện của Hoài Linh trong sự kiện này. Theo đó, Hoài Linh xuất hiện trong một sự kiện khai trương của nhãn hàng và thay mặt nhận 200 triệu đồng tiền ủng hộ miền Trung của nhãn hàng. Trên tấm phông sự kiện còn ghi rõ ngày diễn ra sự kiện là 24 tháng 10. Điều này khiến cư dân mạng cho rằng chi tiết cách ly trong ngày suốt 15 ngày của nghệ sĩ Hoài Linh là sai sự thật và thêm phần thất vọng vì nam nghệ sĩ. Càng thanh minh, càng trình bày, càng lộ ra cái giả dối. Công nhận cộng đồng mạng lợi hại thật, đáng sợ thật. Ngày 19 tháng 10 xạ trị, ngày 20 tháng 10 về nhà cách ly 15 ngày và ngày 24 tháng 10 đã đi sự kiện. Đế chế Hoài Linh lụi tàn, cũng tiếc cho một danh hài đã từng rất yêu mến bằng tấm lòng. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.